Xin kính chào quý vị khán giả. Như Huỳnh rất hân hạnh được đồng hành và gửi đến quý vị những thông tin cập nhật đang nhận được sự quan tâm của quý vị. Và ngay sau đây là những thông tin chi tiết. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Tối ngày 19 tháng 4, thông tin từ Cục Quản lý thị trường thành phố Hồ Chí Minh, các đội quản lý thị trường tuần qua tiếp tục kiểm tra doanh nghiệp tư nhân kinh doanh vàng trên địa bàn thành phố và phát hiện thêm doanh nghiệp sai phạm. Tại thành phố Thủ Đức, đội quản lý thị trường số 9 phối hợp với đội cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ, Công an thành phố Thủ Đức, cán bộ các phường kiểm tra 5 doanh nghiệp tư nhân kinh doanh vàng trên địa bàn. Sai phạm mà đoàn kiểm tra phát hiện là các điểm kinh doanh đang kinh doanh trang sức vàng với nhẫn, dây chuyền, lắc đeo tay, mặt dây chuyền các loại không có hóa đơn chứng từ, không rõ nguồn gốc xuất xứ, không có nhãn hàng hóa theo quy định. Đoàn kiểm tra đã lập biên bản tạm giữ số lượng nữ trang kinh doanh nghi sai phạm, tổng trị giá 233,9 triệu đồng để tiếp tục làm rõ, xử lý theo quy định. Tại huyện Hóc Môn, đội quản lý thị trường số 18 cũng phối hợp với công an xã Đông Thạnh kiểm tra đột xuất một doanh nghiệp, phát hiện và tạm giữ số trang sức không có nhãn hàng hóa, không ghi xuất xứ, không hóa đơn chứng từ, chứng minh nguồn gốc, không rõ chất lượng, tổng trị giá hơn 49 triệu đồng. Như vậy, tính từ ngày 9 tháng 4 đến nay, Cục Quản lý thị trường thành phố Hồ Chí Minh đã kiểm tra, phát hiện 9 điểm kinh doanh vàng trên địa bàn thành phố có sai phạm, số nữ trang bị tạm giữ có giá trị gần 500 triệu đồng. Cục Quản lý thị trường thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đơn vị đang phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan để xây dựng và triển khai có hiệu quả kế hoạch kiểm tra chuyên đề đối với mặt hàng vàng năm 2024. Đồng thời, đơn vị tăng cường quản lý địa bàn, phối hợp với công an, ngân hàng nhà nước, chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh giám sát chặt chẽ các doanh nghiệp liên quan đến hoạt động kinh doanh vàng thuộc đối tượng giám sát theo quy định để kịp thời phát hiện, xử lý vi phạm, nhất là các hành vi buôn lậu, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng giả mạo nhãn hiệu. Từ đầu tháng 4, Cục Quản lý thị trường thành phố Hồ Chí Minh đã đồng loạt kiểm tra các doanh nghiệp tư nhân kinh doanh vàng trên địa bàn thành phố. Việc kiểm tra này thực hiện theo công điện ngày 20 tháng 3 của Thủ tướng về việc yêu cầu tăng cường các biện pháp quản lý thị trường vàng. Bên cạnh chấn chỉnh các quy định kinh doanh vàng, cơ quan quản lý thị trường cũng kết hợp tuyên truyền phổ biến đến doanh nghiệp kinh doanh vàng về việc thực hiện đúng theo quy định pháp luật về kinh doanh mua bán vàng và ngoại hối. Lo ngại kiểm tra bất ngờ sẽ bị phát hiện sai phạm, thu giữ hàng hóa. Một số tiệm vàng tại các khu vực quanh trung tâm thương mại An Đông, khu phố vàng quận 5 đã tạm đóng cửa, dừng kinh doanh. Cùng với đó, giá vàng biến động bất thường khiến việc kinh doanh khó khăn, một số điểm kinh doanh cũng đóng cửa dài ngày. Tình trạng tiệm vàng đóng cửa không những không giảm mà còn lan thêm. Nhiều tiệm vàng mở cửa nhưng dẹp hết các sản phẩm giả các thương hiệu nổi tiếng. Theo ghi nhận của phóng viên, ngày 16 tháng 4, nhiều tiệm vàng tại các con đường kinh doanh vàng sầm uất của thành phố Hồ Chí Minh vẫn trong tình trạng đóng cửa hàng loạt, thậm chí đã lan rộng ra nhiều quận. Tiệm vàng khá lớn tên KKG, Trần Quý, phường 4, quận 11, sáng 16 tháng 4 không hoạt động. Bên trong chợ Hòa Bình, hàng loạt quầy kinh doanh vàng bạc san sát nhau, cửa đóng then cài. Do sợ khách hàng không liên hệ được nên trên mỗi cửa cuốn đều có dán tờ giấy ghi số điện thoại di động của chủ tiệm. TKT, một doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc khác trên đường Chiêu Anh Cát, phường 5, quận 5, ngay khu chợ Hòa Bình cũng đóng cửa, trong khi cửa hàng vàng bên cạnh vẫn mở cửa. Ở khu vực quận Nhất hôm nay, trải rác vẫn có cửa hàng vàng đóng cửa. Trên đường Lê Thánh Tôn, quận Nhất, một phố kinh doanh vàng sầm uất, dù đang trong giờ buôn bán nhưng tiệm vàng NQ đóng cửa cuốn. Tại khu vực đường Nguyễn Hữu Cầu, quận Nhất, theo ghi nhận, bên cạnh những tiệm vàng vẫn mở cửa hoạt động thì một số tiệm vàng đóng cửa tạm nghỉ như tiệm vàng TPT. Có thể nhiều lý do đóng cửa được đưa ra nhưng các biện pháp ứng phó cơ quan kiểm tra khá rõ khi phóng viên đi ghi nhận. Trưa 16 tháng 4, một tiệm vàng lớn trên đường Bùi Hữu Nghĩa, Bình Thạnh vẫn mở cửa và khách ra vào nườm nượp. Tuy nhiên, các quầy vàng đã dẹp hết các sản phẩm giả các thương hiệu nổi tiếng được bảo hộ độc quyền như Chanel, Dior, Cartier, LV, Bulgari. Trên quầy hàng chỉ còn những món nữ trang với hình bông hoa, chữ, đính đá. Thế nhưng, khi khách hàng có nhu cầu hỏi về những sản phẩm này thì nhân viên nói vẫn còn và vào phía trong lấy ra khoảng 5 đôi tay Chanel có giá khoảng 2-3 triệu đồng một đôi, bao gồm cả tiền công. Nhân viên tiệm vàng này cho biết, do đang trong đợt kiểm tra của cơ quan quản lý thị trường và nhiều tiệm vàng đã bị phạt nên hiện nay không dám trưng trên quầy, chỉ khi nào có khách hàng hỏi thì tiệm mới lấy ra. Một số tiệm vàng cho biết, những năm gần đây, các tiệm vàng chủ yếu bán nữ trang, nguồn hàng từ chủ yếu trôi nổi, không có hóa đơn chứng từ, nên nếu có kiểm tra, chắc chắn sẽ phát hiện sai phạm. Một khi bị phát hiện, lập biên bản, mức phạt có thể lên tới hàng trăm triệu đồng và bị tịch thu, niêm phong sản phẩm, không biết khi nào có thể lấy hàng về. Nên tạm thời các tiệm vàng đối phó bằng cách tạm đóng cửa để tìm cách hợp thức hóa và giảm thiểu sai phạm. Theo tìm hiểu, sau công điện của Thủ tướng về quản lý thị trường vàng, Tổng cục Quản lý thị trường đã kiểm tra nhiều cửa hàng buôn bán vàng ở các địa phương và phát hiện vi phạm.
tại thành phố Hồ Chí Minh, mới đây, lực lượng quản lý thị trường đã phát hiện nhiều điểm kinh doanh vi phạm trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Trong đó, qua đợt kiểm tra đột xuất 6 điểm kinh doanh vàng tại quận 6 và quận 8, ghi nhận tất cả đều có các vi phạm như kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ, có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu lớn đang được bảo hộ tại Việt Nam và tạm giữ một số hàng hóa có dấu hiệu vi phạm. Việc nhiều cửa hàng kinh doanh vàng đóng cửa để đối phó cũng đang gây khó cho hoạt động kiểm tra. Câu chuyện giá vàng tăng liên tục, nguồn cung vàng và cả câu chuyện cửa hàng vàng đóng cửa thành chủ đề nóng tại Đại hội Cổ đông Thường niên Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận P&J năm 2024 tổ chức ngày 16 tháng 4. Trả lời cổ đông về việc chủ động nguồn cung vàng nguyên liệu trong bối cảnh giá vàng tăng phi mã trong suốt nhiều tháng qua, bà Cao Thị Ngọc Dung, Chủ tịch Hội đồng Quản trị P&J cho biết ở hãng này vàng chiếm 50% giá vốn sản phẩm nên công ty có sự hạch toán ổn định. Khi nào biến động giá trên 5% thì công ty mới tăng giá bán. Còn nếu tăng dưới 5% thì không điều chỉnh giá. Về dự trữ vàng để sản xuất trong năm thì không bao giờ có, vì lượng vàng sản xuất hàng năm của chúng tôi lên đến 12 tấn, biến động giá từng giờ. Cái khó của người kinh doanh trong ngành này là phải tính mua lúc nào, mua như thế nào, mua dưới dạng nào, sản xuất hay dự trữ. Có những ngày chúng tôi đành chấp nhận giảm nhịp độ sản xuất vì giá vàng quá cao. Như dịp thần tài, P&J phải dự trữ một lượng vàng lớn từ tháng 10, tháng 11 của năm trước vì sát dịp thần tài giá rất cao, bà Dung cho hay. Về nguồn cung, bà Dung tiết lộ mua trên thị trường và P&J có 400 cửa hàng cùng mấy ngàn khách hàng đặt hàng sản xuất. Là nhà bán sỉ, chúng tôi phải mua từ rất nhiều nguồn, từ nhà bán lẻ, nhưng khách hàng bán lại và mua thông qua đại lý. P&J là công ty minh bạch, mua là phải có kê khai, chứ không dám mua hàng hóa, không có nguồn gốc rõ ràng nên rất khó khăn cho ban điều hành vì có những lúc có vàng nhưng công ty không dám mua vì nguồn gốc không rõ ràng, bà Dung nói. Nhắc đến vấn đề thời sự, những ngày gần đây là việc các tiệm vàng bỗng nhiên đóng cửa. Bà Dung nhận định các tiệm vàng đang dừng lại để nghe ngóng những thay đổi của thị trường trong giai đoạn biến động hiện nay. Về P&J, bà Dung khẳng định không lo vì từ xưa đến nay công ty hàng hóa mua vào có hóa đơn chứng từ rõ ràng. Tuy nhiên, những lúc như thế này công ty rất khó mua vì các tiệm vàng đóng cửa, không mua bán thì công ty cũng không có nguồn mua từ đó. Ông Lê Trí Thông, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc P&J cho biết năm 2023 là năm khốc liệt đối với ngành bán lẻ, đặc biệt là ngành hàng xa xỉ như trang sức do người dân siết chặt túi tiền. Với việc giá vàng liên tục tăng trong năm 2023 và giá vàng năm 2024 đạt mức kỷ lục càng tạo thêm sức ép cho ngành trang sức. Định hướng trong thời gian tới, công ty sẽ đầu tư cho bộ phận kinh doanh online để kết hợp giữa hai hình thức bán hàng. Khách hàng có thể xem sản phẩm online rồi đến trực tiếp mua sản phẩm tại cửa hàng. Hội đồng Quản trị P&J đã trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2024 với mục tiêu doanh thu đạt 37.147 tỷ đồng, tăng trưởng 12% so với năm 2023 và lợi nhuận sau thuế tăng 6% lên 2.089 tỷ đồng. Công ty dự kiến chi trả cổ tức 20% bằng tiền. Với những thông tin mà chúng tôi vừa chia sẻ cũng đã khép lại chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi. Và đừng quên nhấn like, share và đăng ký kênh để cập nhật nhiều tin tức về kinh tế, tài chính, thị trường bất động sản bạn nhé. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.